Khán giả có các bác có cần gì tại vì ở trong Việt Nam rất cần muốn biết là cái phản ứng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Anh nghe trong phòng bác Tôi Cường bác thu Tư. thập được một số cái dự Dạ, kiện là mời đa mời. số những cái nhà buôn bán ở bên Mỹ này cũng nhiều nhiều người cũng nói là APEC thật sự là thành công lớn lớn về vấn đề kinh tế, về ngoại thương, về giao dịch và có sự tôn trọng của các vị lãnh đạo thế giới đối với Việt Nam. Khi mà tới Việt Nam họ rất là tôn trọng Việt Nam, đó là cái quý. Và họ không nói tới cái vấn đề nhân quyền, đó là một cái điều mà những người chống cộng ở thành phố Busan này họ mong mỏi ông Donald Trump nói về nhân quyền, nhưng mà ông Donald Trump đã không đả động một tí gì về nhân quyền. Và ông Donald Trump ông nói một câu có lẽ các bạn cũng cần phải suy nghĩ là tôi phải làm những cái gì tốt đẹp nhất cho nước tôi trước đã, thì người Việt Nam chắc cũng làm như vậy. Và họ tôn trọng những người Việt Nam làm tốt cho xứ sở của họ, tức là họ đã tôn trọng sự độc lập của Việt Nam, cái sự bản quyền của người Việt Nam, đó là điều khích lệ. Chứ từ xưa đến nay tất cả các vị tổng thống Mỹ về Việt Nam họ đều nói tới nhân quyền, duy có tổng thống Donald Trump nói một cái chuyển hướng khác, nói tới một tình hữu khác, và đó mới gọi là song phương. Thưa đấy nó là xu thế của thời đại thưa anh. Vâng, cái xu thế của thời đại người ta yêu nước mình nói về cái văn hóa của nước mình trước chứ không còn làm cái chuyện giả hình mà nhất là cái câu chuyện chờ mong mấy các cái quý vị lãnh đạo thế giới mà nó vuốt tóc nó khen mình một câu thì tôi thấy nó nhục quá, tôi không biết tại sao lại có những cái mơ ước kỳ cục như vậy. Vâng. Bác Phương thì trong thời gian đó bác nằm dưỡng bệnh. Tôi thì tôi thấy tôi về đây tôi thấy có mấy cái nhà video clip của anh Lân anh làm với lại có Ngô Kỷ ngồi trong đó rồi có cái tay mấy tay nhà báo nào đó tôi cũng thường thấy mặt mà không nhớ tên Vũ Trung. thì lại là bố láo các thứ tùm lum từ đây lên tới đây. Tôi không biết đồng bào mình bên đây nghĩ thế nào về về những cái video clip đó với lại cái hai cái bố mà ở trên Cali Today đó thì cũng lỉnh kỉnh là cũng như là nồi nào thì nấu cái món đó cũng chẳng có khác gì gì xưa. Nói theo kiểu bác Cường lúc nãy nói đó thì rõ ràng là cái cộng đồng này nó mang cái tinh thần nô lệ từ xưa này, Rồi. nó từ hồi mà đi lính cho quân đội Pháp cho tới tiếp tục đi lính cho Mỹ. Lúc đó chúng tôi chỉ là một thằng thiếu úy quèn thôi mà cho nhìn thấy những cái ông sĩ quan đó, nghĩa là thiếu tá tiểu đoàn trưởng với là đại úy tiểu đoàn trưởng, cái là cứ gặp thằng Mỹ là rất sơ mới rất sơ, cái là có thằng trung sĩ cũng rất sơ nữa. Thế thành ra tôi thấy rằng cái tinh thần nô lệ này hèn hạ từ trong cái bản chất con người thành và nhưng mà cái vấn đề này đó thì đầu tiên là thật sự giống như anh Trọng Phạm nói, ông Donald Trump không nhắc một chữ nào nhân quyền ở trong cái buổi nói chuyện của ông. Mà khi mà ông đắc cử, bác Cường đã nói rồi, ông đã nói rồi. Ông bảo là nước Mỹ không thể mang cái xã hội của nước Mỹ để áp đặt lên bất cứ một quốc gia nào, bởi hoàn cảnh nào. Và ông đã nói một câu, ông Donald Trump nói một câu trong cái bài diễn văn là ông có nói như thế này, ông bảo rằng không. Lúc nãy anh Trọng Phạm nói thì cũng không đúng ý lắm. Ông nói như, tôi đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu và tất cả các quý vị cũng đặt cái quyền lợi của đất nước quý vị lên hàng đầu. Mà cái câu nói đó tôi diễn dịch ra đúng là cái tư tưởng của Hồ Chí Minh. Đúng là tư tưởng nghĩa là chủ nghĩa dân tộc của Bác Hồ. Đấy không? Rõ ràng. Thì tức là coi như bác ông đã nói rằng là tôi coi nước Mỹ tôi là quan trọng. Thế nhưng quý vị cũng coi cái nước quý vị quan trọng. Và ông nói rằng Việt Nam là một quốc gia thật là tuyệt vời. Đấy. Ông lại còn nói thêm một câu nữa rằng là cái tôi yêu mến đất nước này và đặc biệt ông nhắc tới Hai Bà Trưng.
Hai Bà Trưng là người đầu tiên mà đánh Trung Quốc, tức là ông nói vào mặt ông Tập Cận Bình, và cái ngày hôm đó là Việt Nam là nước đầu tiên là thời đó đã đánh Trung Quốc rồi. Và cho tới ông nhắc cái chuyện Đà Nẵng là nơi tổ chức APEC, ông lại nhắc lại cái chuyện năm 65 nước quân đội Mỹ lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào và ngay tại Mỹ Khê là cái nơi mà tổ chức cái APEC đó, thì lại là cái bộ tư lệnh lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến. Nhưng mà ông nói nhất, trong cái tinh thần rất là nhân bản, ông nói rằng máu của tất cả những người tham chiến đã đổ trên cái mảnh chỗ cái vùng đất này. Nói có một câu rất là hay, và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là bài diễn văn chúng tôi xin được đọc một phần trong cái bài viết mà tôi tường trình về cho bên Bộ Ngoại giao. Với 42 năm lăn lội trong cuộc sống tại Hoa Kỳ qua ngành báo chí và hoạt động trong ngành chính của nước Mỹ, tôi đánh giá bài diễn văn của Tổng thống là bài diễn văn đối ngoại xuất sắc nhất so với 4 Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Việt Nam. Nếu không muốn nói là hay hơn bất kỳ một bài diễn văn của bất cứ lãnh đạo nào sau đệ nhị thế chiến, không ai có thể nói hay hơn thế nữa. Một khúc quanh mới tại Việt Nam đã bắt đầu cho một vận hội mới mà tuổi trẻ Việt Nam hãy đón nhận qua lời của nguyên Phó Thủ tướng Đức Philip Roessler, tức là ông ấy là người Việt Nam, tới Đức năm 12 tuổi. Ông nói tin tưởng vào cái tài năng của tuổi trẻ Việt Nam và xin mượn lời Tổng thống Donald Trump để chấm dứt bài viết này, khởi đầu cho một loạt bài phân tích về hội nghị cấp cao APEC 2017, sinh viên Việt Nam thông minh nhất. Điều đấy anh Hùng nói cũng chứng minh là trên đài NSK của Nhật Bản, khi mà tất cả các quốc gia Á Châu cũng như Âu Châu hội lại để làm design một cái package computer để điều khiển cái khẩu súng bắn cái balloon bằng ni lông, thì tất cả các quốc gia đã từng tham gia vào cuộc đấu, thì Việt Nam là người nước đầu tiên, Việt Nam là nước tham gia chậm nhất, tức là những quốc gia khác đã những năm trước đã từng tham gia mà Việt Nam mới tham gia lần đầu tiên và đã thắng cả tàu Nhật và Miến Điện Đại Hàn. Và khi người Việt Nam thắng, cái cô sứ ngôn viên người Nhật hỏi người Việt Nam: lúc trước bạn nói với tôi là không thể không nghĩ là bạn có thể thắng cái bắn của bạn, design của bạn về cái computer này, lúc mà bắn cái viên đạn bạn không biết có chính xác hay không, mà hôm nay chỉ cách có mấy tháng thôi mà các bạn đi vượt tất cả các quốc gia khác mà chiến thắng, chứng tỏ các bạn thật là thông minh. Đó là kết luận của NSK. Đó là người Việt Nam thông minh như vậy đó các bạn. Các bạn nên tự hào bạn là người Việt Nam. Bác Ca Cường. Thưa thì ông Donald Trump này, giờ này thì chúng ta mới kỷ niệm một năm, ông Donald Trump kỷ niệm một năm chấp chánh. Ngay từ phút đầu thì tôi cứ nghĩ rằng Donald Trump đã bẻ quẹo cái bức tranh, cái diễn biến cái vai trò của nước Mỹ trên thế giới. Mà cái vai trò của nước Mỹ trên thế giới đó, thì ông Donald Trump ban nãy anh Hùng có nhắc lại, tức là nước Mỹ không đem cái giá trị của nước Mỹ để áp đặt lên các quốc gia khác, tức là cái giá trị dân chủ, nhân quyền gì đó, mà cái mà xu thế thời đại là yêu cái đất nước đó, yêu nền văn minh đó. Còn nó cũng là cái diễn biến, tuy rằng ví dụ như Obama không nói gì tới nhân quyền, nhưng Obama nói tới tuổi trẻ Việt Nam, Obama nói tới rằng thì là chính cái sự đón rước của các bạn đã đụng vào trái tim tôi. Đúng rồi. Ông Donald Trump cũng nói vậy đó. Vâng. Thành ra mình mới thấy rằng thì là mà Obama nó là một trường hợp đặc biệt của nước Mỹ. Đây là một cái tinh hoa,
mà không biết hội tụ làm sao để mà mang một cái anh đẻ ở Kenya, à, một cái gia đình à, mà rồi thì là đi tới nước Mỹ để vào tòa Bạch Ốc. Và chính trong cái cuối nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ mà tới cuối nhiệm kỳ đó, Obama tới Việt Nam, à, nó như là một cái người mà nợ tang bồng, trang trắng vỗ tay reo, à, nhẹ nhõm, à, tới với một cái tâm hồn thanh thản rằng tôi đã trả công nước Mỹ, tôi đã trả ơn nước Mỹ, và à, tôi mới à, và ông ấy bỏ lại cái Quốc hội Hoa Kỳ. Đằng sau cái Quốc hội Hoa Kỳ là tôi nghĩ rằng Obama thấy cái chính trị nước Mỹ nó nát bét. Khi mà nó vào tới Quốc hội rồi, nó chỉ còn nói cái quyền lợi thôi, không còn cái ước vọng mà mỗi người dân một lá phiếu để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử. Cái đó, cái mộng ước của thế kỷ 17, 18 đó nó không còn nữa trong cái lối bầu cử hiện tại của nước Mỹ. Đấy mới là cái khúc rẽ của nước Mỹ. Và cái khúc rẽ đó đó, à, nước Mỹ, à, bà Hillary chẳng hạn, nó coi như tột đỉnh rồi. Nhưng mà bây giờ bới móc ra thì chỗ nào cũng thối như cứt. À vâng, à, xin lỗi quý độc giả. À, khi mà cái giải nhân quyền, à, vâng, mà phát cho... À, phát cho bà Aung San Suu Kyi rồi thì là à, rồi, à, và coi như rằng thì là bà Aung San Suu Kyi, à, vì rằng bà Aung San Suu Kyi, à, phát cái giải nhân quyền cho nên nó chám mồm, à, coi như rằng thì là nó phân phát, nó chám mồm cho những người đối lập ở trong nước, mà đằng sau đó, đó thì là cả một cuộc thanh trừng nội bộ, đúng không ạ? Thành ra mình mới thấy rằng cái mặt trái của tấm mề đay, à, cái giả hình của thế giới, đừng có bao giờ nói rằng thì là đây là giải khôi nguyên hòa bình mới gì đó. Đây là một cái tát vào mặt của cái thế giới đạo đức giả trên thế giới. Bây giờ nó thối nát đến Miến Điện bây giờ, mà bà Aung San Suu Kyi bây giờ bà lại chống đối lại những người dân nhược tiểu, mà bà hồi xưa bà đã từng nói là những người dân nhược tiểu cần được bảo vệ, bà đi ngược lại những quyền lợi của người dân nhược tiểu. Thành ra cái tình hình mà của Miến Điện như thế, cho nên cái người dân Miến Điện nó chạy sang bên Bangladesh mỗi ngày một trầm trọng, mà bây giờ nó là một cái vấn đề di cư tị nạn, nó trở nên trầm trọng vào những cái ngày cuối cùng. Vừa rồi thì đấy, à, giáo hoàng tới đó cũng nhắc tới cái sắc dân Rohingya. Rồi thì là nó có cái kẹt thế này là người ta đã dặn giáo hoàng, mấy người yêu cầu rằng có lẽ giáo hoàng không nên nói tới cái vấn đề đó, cái vết thương nó trầm trọng quá. Nhưng mà từ cái những người tị nạn chạy trốn đó, mình mới nhớ tới cái thân phận của Việt Nam. Những người tị nạn Việt Nam, cái bọn chống cộng hải ngoại này nó chụp cho những người tị nạn Việt Nam, à, một cái đi tìm tự do láo khoét. Đi tìm tự do láo khoét, à, rồi thì là nó lại còn bắt đền, à, nó nói rằng thì là gần 1 triệu người đi ra biển mà chết một nửa người, nó à, thành ra à, cái mà nó gán cho, nó cho một cái vẻ đẹp của những cái người di cư Việt Nam đó. Mình nhìn thấy cái lòng nhân đạo của thế giới, à, bây giờ nó đâu có phải là lòng nhân đạo, không ạ? À, tất cả cái này nó là những các cái nạn à, ở Việt Nam là chạy trốn chiến tranh. À, cái người Nam nó nói câu hay lắm là chạy giặc. À, cái bọn tuyên truyền à, nối dài ở hải ngoại nó nói rằng thì là bỏ phiếu bằng chân. Những người này nghĩa là chạy theo quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chứ hỡi ơi, bởi vì rằng người ta ở trong vùng quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì chạy loạn thì người ta phải chạy theo cái đó, chứ có phải là người ta chọn cái đó đâu. Tất cả cái lừa bịp đó cho nên nó mới dẫn tới ngày 30 tháng 4 không còn ai chiến đấu nữa, tan hàng một cách mà mình không thể tưởng tượng được. Một quân đội 1 triệu người dưới cờ, mà đến nỗi mà tới cái ngày đó nó gọi là giã ngũ, chưa bao giờ tan biến trong 55 ngày đêm, tan biến không còn một manh giáp.
Cao Xuân Huy ấy gọi là tháng 3 gãy súng. Vâng, thưa, thưa các bác ạ, tôi đưa một cái, tại vì là người trực tiếp tham dự đó, tôi thấy nhận xét như thế này. Việt Nam với lại Hoa Kỳ mới có băng đao thật sự 20 năm. Mình trong vòng 10 năm vừa qua đó, mình tới 4 tổng thống Mỹ tới Việt Nam. Chưa bao giờ trên thế giới mà trong vòng 10 năm mà tới có 4 ông tổng thống tới. Đấy. Mình thấy rằng cái vị trí Việt Nam mình nó quan trọng đến ở cái mức nào. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là trong cái vụ lần này đó, mình đã có thứ nhất, tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Donald Trump, chủ tịch Tập Cận Bình, ba người trong năm cái thành viên cao cấp của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, tức là những cái thành viên thường trực mà có quyền phủ quyết, đấy, có quyền cái là dùng cái phủ định, rồi thêm lại có thủ tướng Shinzo Abe là thủ tướng mới đắc cử đây của Canada là Justin Trudeau, xong rồi tổng thống Rodrigo Duterte, đấy, rồi thủ tướng Lý Hiển Long của Tân Java, toàn là những cái nhân vật mà nó gọi là nổi tiếng hiện tại bây giờ trên thế giới. Thì chừng đó cái khuôn mặt này trong số mà 27 cái đại diện trên thế giới, mà không phải là APEC, nó chỉ riêng APEC, cái ngày 11 nó còn có cái TPP trong đó nữa đấy, thì bây giờ TPP nó không đổi, không dùng cái tên TPP nữa, nó dùng cái tên mới nè. Đấy. Thì cái tên cũ nó là xuyên cái đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đấy. Bây giờ cái chữ, tại vì cái sự một sự kiện là nếu mà đối tác xuyên Thái Bình Dương này chỉ có những cái nước xung quanh Thái Bình Dương thôi, mà trong khi thật sự nó có những nước chẳng hạn như Canada thì nó cũng có liên hệ với Thái Bình Dương, nhưng mà có một số quốc gia khác nó nằm ở châu Âu đấy, hoặc là nằm ở trên Úc Châu thì nó không liên quan gì tới Thái Bình Dương. Tại nhà họ đã tạm thời đổi một cái tên mới. Mà hôm qua thì chúng tôi quên mất cái tên nó cũng khá dài. Nhưng mà coi như là cái tên đó, rồi mỗi các thành viên của TPP sẽ về, tự mình về. Họ đã đồng ý trên nguyên tắc là cái tên, đồng ý đổi tên rồi. Nhưng mà có một vài cái điều khoản trong đó, thí dụ như là bên Canada họ muốn đặt những điều khoản cái là gọi là đặc biệt hơn. Đó. Thì đó là không phải là cái sự thành công của APEC, mà nó lại thành công luôn cho cái TPP, mà tôi tin rằng là Mỹ sẽ trở lại, Mỹ chắc chắn sẽ trở lại. Ông Trump ông sẽ xét lại mà, ông sẽ xét lại cái hồi. Thành ra hôm đó ở trong đó là mấy ông nhà báo tôi ngồi nói chuyện nhau trong trung tâm báo chí. À, nhưng mà trước khi mà kể tiếp thì cái trung tâm báo chí lớn lắm mày, rất là hoành tráng, 178 triệu đô la để đã bỏ ra để gọi là trung tâm báo chí, là trung tâm, không phải trung tâm báo chí nó có sẵn rồi, từ xưa nay nó dùng là cái chỗ trung tâm triển lãm đó, ở Đà Nẵng. Lần này họ nâng cấp lên nó tất cả 3 tầng. Tầng dưới đó, tôi chưa ở Mỹ này đi tham dự nhiều cái hội nghị mà chưa có hội nghị nữa. Lúc nào cũng có thức ăn hết, quý vị lúc nào cũng có thức ăn, những ăn mà gọi là dessert hoặc là ăn, nhưng mà rất là ngon, nhiều trái cây đầy hết, để bánh ngọt, đủ các loại bánh sushi, bánh sushi hoặc là bánh kem, rất là người Tây phương, mà tính cách quốc tế mà. Đấy, đó thì quốc tế thì bất cứ nước nào ăn cái gì nó cũng rồi, nước mà đặc biệt là Vinamilk họ ủng hộ là cái nước uống rất nhiều, và cái những cái chai nước mình uống bình thường á cũng mang tên lên APEC 2017 luôn. Đặc biệt là cái những hãng nước nó chế luôn cái đó, và cái Vinamilk chúng tôi đã nói đùa, tại vì họ để một con bò giả giống như con bò của Mỹ đấy, cũng bò trắng mà vá đen, tức là bò sữa mà. Thì tôi hỏi rằng bây giờ nhá, quý vị không được quyền chửi người ta khác ngu như bò nữa nhá,
Tại vì tất cả mọi người đều uống sữa bò rồi trên thế giới này. Bây giờ Việt Nam lại còn uống cái sữa bò nhiều hơn nữa. Thành ra là đừng có chửi mình là ngu như bò. Tại mình đã ngu rồi là sao là uống sữa. Nó là ngu mà lại còn uống sữa của nó. Đó. Vâng thưa, đó là những cái mà cái chi tiết mà cái chỗ trung tâm báo chí đó nó rất là hoàn tráng. Thứ nhất, hệ thống wifi free hoàn toàn mà rất là mạnh. Nhưng mà các đài truyền hình, thí dụ như đài CNN này, họ cũng chỉ có quyền đi được 2 người, 3 người. Mà họ đi với cái chỉ về một cơ quan thì chỉ được 2 người về truyền hình. Nếu mà cơ quan về báo viết chỉ có một người thôi. Thì họ đi rất là hay. Họ, tôi là CNN của Saxon, New York. Họ đi nhiều hơn. CNN của Saxon miền Đông, miền Tây, đấy, chẳng hạn. Thế rồi CNN của Âu Châu, đấy, thành ra là họ cái họ đó, rồi Mỹ Châu chẳng hạn vậy. Nhưng mà đó ở ngoài đó, ở bên ngoài đó họ có những cái phòng mà họ mướn ở trong những khách sạn của họ, họ đặt cái hệ thống satellite riêng của họ, tức là họ truyền những cái tin tức của họ và trực tiếp luôn về trong khắp nơi. Cái một cái kỹ thuật đó cũng thấy cũng rất là hoàn chỉnh. Và họ mang những cái equipment đi vào trong đó, thật cái đồ của mình như là đồ chơi không ạ. Nhưng mà thật đồ mình đã lại thực dụng, là tại vì trực tiếp, chỉ có KBG hải ngoại trực tiếp, không có ai trực tiếp ngay tại chỗ bằng KBG hải ngoại. Đồ chơi nhưng mà lại nói theo kiểu Tony Lâm là ăn thiệt, đồ chơi mà ăn thiệt. Hôm nay mấy ông ký giả chúng tôi đã ngồi bàn với nhau nói chuyện rằng cái TTP đó là Mỹ sẽ trở lại, thế còn cái tin gì nó mấy ông ký giả cả Mỹ nó cũng ngồi cũng bàn là ông thủ tướng Canada làm eo. Thế nhưng mà thật sự ra ông làm eo để ông kéo thêm đồng minh vào thêm, chứ không phải làm eo là ông rút đi. Ông dàn xếp để ông có hỗ trợ của dân chúng ông và quốc hội ông, phải ông phải làm như vậy. Ông gài những cái item vào trong đó chỉ để thỏa mãn quốc hội của Canada thôi, chứ không dính dáng về phía với mình. Vâng, thưa quý khán giả, là chúng tôi đang live stream đó. Như anh Hoàng Minh Hoan á, vui lòng không có chấp những cái Trudeau. Vâng, cái hay của Tổng thống Trudeau là khi tới Việt Nam đã tới trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và có khoảng mấy ngàn sinh viên Việt Nam ở đó, và ông đọc diễn văn ở đó, và ông ca tụng cái nền giáo dục Việt Nam từ cái trường Đại học Tôn Đức Thắng, một trường có đủ những cái tiêu chuẩn như những quốc gia ở Tây Phương. Mà ông ta, cái hay cái ông đó không tới cái trường đại học Fulbright của Mỹ, mà ông tới trường đại học Tôn Đức Thắng, chứng tỏ ông đã biết nhiều về Việt Nam, ông nhìn được cái văn hóa Việt Nam và nhìn thấy cái sinh viên Việt Nam, cái tiêu chuẩn của họ rất là cao. Và một bên lề của APEC là ông thủ tướng Trudeau, ông ngồi uống cà phê và ông chạy bộ ở trên đường phố ở thành phố ở Hồ Chí Minh, chứng tỏ là nước Việt Nam rất là an bình và an ninh cho tất cả các vị thủ tướng, các vị lãnh đạo tới nước Việt Nam. Việt Nam an ninh đứng hàng đầu thế giới. Và ông ta đi bộ chạy, và ông uống vô quán cà phê, ông ngồi uống với người dân, rất là tân tình với người dân Việt Nam. Đó là một điều rất hay cho nước mình. Ông quý mến nước Việt Nam lắm, ông mới làm được những chuyện như vậy. Vâng, riêng về tôi thì tôi thú thật là tôi không được không có nhiều cảm tình lắm với nhà với lại ông Trump. Thành ra ông Trump đi thăm Hà Nội và đi dự APEC lần này tôi rất chú ý. Mà tôi thấy kỳ này ông đến Hà Nội với tư cách là đúng đắn như là một người làm một cương vị tổng thống, mà rất là kính nể từng bước. Tôi thấy hai bên nói năng với nhau, nhường lời nhau từ chút, và làm thế nào mà cái buổi đó là biến nó trở thành như là một cái họp báo, mà trong cái tuyên bố chung đó hai ông mỗi ông là một cái giá để mà đọc, nghĩa là đọc diễn văn riêng và ngang hàng với nhau. Ngoài trời thì có lúc là mưa lắm tắm nhiều, tôi thấy cái nghiêm trang
về về cái, của cái lời tuyên bố chung hai ông đọc, ông một ông chủ tịch chủ tịch nước Việt Nam và ông Trump nói năng đâu đó có vẻ chững chạc, có phần long trọng hơn là Việt Nam đón, nghĩa là đón nhà tập Cận Bình trước đó mấy ngày. Trong là cũng cũng như vậy cũng hôm đó, nhưng mà có bắn hầm một phát đại bác. Nhân chuyện bác Cao Phương hỏi như vậy thì chúng tôi xin cũng nói thêm như này, vấn đề an ninh mà anh Trọng Phạm nói đó, có thể nói rằng á 24/24 trực, mà nó cái phải nói rằng hồn thiêng sông núi đó. Tại sao ở ngoài Huế lần đầu tiên từ năm 1998 tới bữa nay mới bị lụt trở lại giống như vậy, tương đương với năm 1998 nè. Thì rồi cái ở trong Hội An cũng bị lụt, mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải đi mà lội nước tới đầu gối, đến nỗi mà ông Putin tới một cái là tặng liền 5 triệu đô la, rồi ông Donald Trump cũng 1 triệu đô la tặng cho nạn nhân mà bão lụt. Nhưng mà cái vấn đề đấy, Đà Nẵng không bị lụt, đó là cái may mắn. Nếu mà bão bị lụt thì chắc là cái APEC là hỏng. Nhưng mà nó hay ở chỗ này, trời vẫn mưa, nó mưa có lúc ngớt có lúc mưa, mà mấy ngày liên tiếp như vậy. Tất cả những anh em công an đó, họ đội mưa, đương nhiên họ chia toán. Ở cái khách sạn tôi ở đó là cái khách sạn khoảng chừng 80 công an nằm trong ở trong cái khách sạn tôi đang ở. Tất cả cái khách sạn này trên con đường đó đó là anh Vũ Hoàng Lân là cách cái khách sạn tôi khoảng mấy ấy, thì hầu như là báo chí đều nằm ở trên đấy, mới là những người tham dự hầu. Còn ngoài ra những cái phái đoàn khác thì khác, ở nơi khác. Cái mà tôi rất phục ở chỗ mà rất nhiều phái đoàn, 21 phái đoàn, mà nhiều phái đoàn đã được hướng dẫn bởi lãnh đạo, bởi cái là cái người thủ tướng hoặc là tổng thống, mà họ tới liên tục. Thí dụ như là ông tổng thống Putin tới trước, thì xong những người nào mà có ghi danh để đi đón ông Putin á thì có trong danh sách mới được vào trong cái sảnh VIP đón. Đón xong cái là người ta mời ra xong rồi cái còn lại mới tới phái đoàn khác. Thì sau khi ông Putin á thì tới phái đoàn hình như là Canada, xong rồi tới phái đoàn Singapore, rồi mới tới tổng thống Donald Trump. Lúc đó thật sự rằng á có nhiều ký giả tham ghi danh, phái đoàn nào cũng ghi danh hết. Rốt cục á cái phái đoàn mình muốn đi đó lại không được đi, người ta loại bớt ra nhiều quá. Họ chỉ mỗi một lần họ cho nghĩa là khoảng chừng 100 ký giả là tối đa. Thì phái đoàn Mỹ tôi ghi danh, một phái đoàn duy nhất là phái đoàn Mỹ, tại mình người Mỹ mà, thì tôi được vào được ngay ở cái địa điểm mà nghĩa là cái máy của KBG ở ngoài để sát ngay ở chỗ máy bay xuống. Có một điều đó trước đó rất là hay, rất là tốt, và sau đó cũng là rất là tốt, nhưng mà cái lúc mà máy bay tổng thống xuống á là hệ thống wifi bị mất, tức là FBI họ phá hết cái hệ thống wifi, chứ không muốn cho mình để dùng đó để mình kích bom hay là cái gì đại khái. Nó rất là qua, và những cái xe mà SUV của họ đó thật sự đang rất là an ninh, nhưng mà cái anh Mỹ anh muốn cái phô trương, anh muốn phô trương cái lực lượng của anh, thành ra cái xe SUV á mở cái cốp xe đằng sau lên để có hai ông FBI cầm súng cầm súng vừa phóng liệu, cái là combination, gọi là combine giữa súng phóng liệu và súng M16 đấy, đứng cầm ngồi đằng sau chĩa ra đằng sau này. Nhưng mà thật sự trong phi trường rất là yên tĩnh. Thì cái những cái để chia sẻ với các bác ấy, là cái vấn đề an ninh rất là chặt chẽ, và hầu như là tất những cái xe mà chúng tôi nghe nói là những cái SUV mà Mỹ mang qua để huấn luyện cho cảnh sát Việt Nam á, hoàn toàn không thấy một chiếc nào hết. Nhưng mà chiếc đó có đi biểu diễn á, tại vì đi từ phi trường Đà Nẵng đi vào trong cái Sơn Trà thì họ đi một cái đoàn dài giống như là đi duyệt binh vậy đó, hùng hổ lắm. Nhưng mà cái ngày hôm đó hoàn toàn họ
họ núp ở đâu, họ trốn ở đâu thì không biết. Chỉ thấy những cái cảnh sát bình thường cũng có đeo AK, cũng có đứng dọc đường thôi. Và phải phải công nhận rằng dân chúng Việt Nam trong cái ngày hôm đó, từ xưa nay tôi vẫn chê cái hệ thống giao thông và cái sự mà bất tuân lệnh của người Việt Nam. Thì ngày hôm cái bất cứ lúc nào mà cảnh sát mà Đà Nẵng mà hú còi lên một cái là dân chúng tự động ngưng lại hết, đứng lại ở một bên, đứng rất là và rất là vui. Và cái mà Tổng thống Donald Trump có lẽ là được đón tiếp nhiều nhất. Cứ trên Facebook chúng tôi thấy hỏi, bác Hồng ơi, Tổng thống Donald Trump chừng nào ra, chừng nào ra. Thì tôi thấy rằng một cái sự là rất quan tâm. Tuy nhiên trong cái buổi nói chuyện, ông Donald Trump đã đề nghị với Chủ tịch Trần Đại Quang, các ông mua cái tên lửa Patriot của tôi không? Dụ. Mỹ nó rất là hiếm bán nha, nó chỉ có một số quốc gia, một số quốc gia được mua thôi. Cái đó là cái ấy. Thì nói ông Trần Đại Quang, ông mua đi tôi bán ông khuyến mãi. Ông không có tiền thì tôi cho luôn. Cái đó chỉ thường. Cái đó mình không nghe đấy nghe. Tổng thống con buôn thì cái tinh thần con buôn thì lúc nào cũng khuyến mãi chào hàng và không bỏ lỡ một cơ hội nào. Thưa anh, ban nãy mà anh nói là thì là cái cơ trời đó, nó có cái hay đó là mình mấy ngày hôm đó nhìn thấy thời tiết mình lo quá. Đúng rồi, đúng, vâng. Rất là lo. Mà không ngờ rằng thì là nó không tới là lúc bấy giờ đó nó trời lại cũng sáng mưa, và mưa, cái không khí đó sau một cơn mưa, sau cái gì nó hết cả những các cái ô nhiễm, tôi thấy rằng thì là nó sạch tất cả đường phố và kể cả tất cả những biểu ngữ cái gì đó bị gió giếc thổi lột tung ra hết cả. Nhưng mà nghĩa là họ nghĩa là làm cấp kỳ để mà dựng lại tất cả những các cái đó, thì tôi thấy rằng đấy mới là cái mà một cái thử lửa mà nó rất là hữu hiệu. Tôi nghĩ rằng khi mà ông Donald Trump nói rằng là quốc trong 10 quốc gia mà tiến triển nhanh nhất trong năm 2016 thì Việt Nam đứng hàng đầu. Ông nói như vậy, ông thẳng luôn là Việt Nam tiến triển quá nhanh. Thì ông bảo rằng là cái là Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời. Chính lời của ông Donald Trump, tôi không đi bầu năm 2016 bởi vì tôi thấy rằng giữa hai người tôi không thích ai hết. Nhưng quả thật rằng lúc sau này tôi thấy ông Donald Trump làm những cái điều rất là tốt. Mà nhiều người sợ rằng cái mới đây ông Michael Flynn đã nhận tội với lại tòa án rằng tôi đã có cái là báo cáo láo, báo cáo sai về cái vấn đề mà Russia Probe, tức là cái sự kiện là Russia. Thì sáng ngày đó tòa Bạch Ốc ra thông cáo rằng cái chuyện của ông Michael Flynn không có liên quan gì tới chính phủ Donald Trump ấy, không có ảnh hưởng gì hết, cái chuyện là của cá nhân của ông dám chịu. Thưa cái việc mà ông này thú tội để mà nhận được một cái gọi là cộng tác để mà nhận được một cái bản án nhẹ hơn mới là gì đó là, thì thưa cái ngay cái câu chuyện khi mà cái ủy ban an ninh của Quốc hội Hoa Kỳ mới gì đó đặt cái vấn đề rằng thì là có cái người Nga có can dự vào can thiệp vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đó, tôi thấy đấy là một cái trò đánh lạc hướng, bởi vì rằng chuyện đó mà ai chả biết mà bạn với cái hacker với cái truyền thông hiện tại đó thì người Nga hay là bất cứ người nào, tòa lãnh sự nào, người ta cũng có do thám ở tất cả mọi nơi. Chuyện đó chuyện đương nhiên. Và chính Obama đó, cái cuối nhiệm kỳ Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao của Liên Xô và trái hẳn lại với lại cái thủ tục là đáng lẽ ra người Nga cũng lại phải đáp ứng lại. Thì ông Nga ông ấy không đáp ứng. Cái điều đó, cái thông điệp đó nó nói rằng thì là tao làm đấy, mày làm gì tao? Không phải rằng thì là cái câu chuyện tao không thèm giấu. Và bây giờ đó là thế giới phải chấp nhận một cái sự thật rằng cái internet cái mà cái thông điệp số
phải làm quen với cái đó, và chúng ta sẽ còn phải đối đầu với những các cái nguy hiểm hơn nhiều mà giờ này chúng ta chưa biết.